Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Mơ. Và sau đây sẽ là những tin chính có trong video ngày hôm nay. Thua ngược Australia, U23 Thái Lan đánh mất ngôi đầu bảng A. Vòng chung kết U23 châu Á, Bahrain và Iraq chia điểm sau cuộc rượt đuổi kịch tính. Việt Nam có thể và có nên đồng tổ chức World Cup. U23 Jordan không mất ngôi sao chủ lực trước trận gặp U23 Việt Nam. Thua ngược Australia, U23 Thái Lan đánh mất ngôi đầu bảng A. Dù đã có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Anon, nhưng U23 Thái Lan đã nhận trái đắng trong trận đấu với U23 Australia. Hưng phấn sau chiến thắng 5 sao trước Bahrain, tuy nhiên U23 Thái Lan nhập cuộc rất thận trọng khi đối đầu với một Australia được đánh giá cao hơn. Trong thời gian đầu trận, Vôi Chiến chủ động chơi chậm, phòng ngự chặt chẽ. Sau 10 phút bóng lăn, đoàn quân huấn luyện viên Akira Nishino bắt đầu có những lời đáp trả về phía khung thành của Soseros. Những mũi giáp công như Subachok, Supanat hay Supachai liên tục khuấy đảo hàng thủ áo vàng. Phút thứ 18, Supachai dù không có tư thế thoải mái vẫn tung ra cú dứt điểm bằng chân phải nhưng bóng đã đi không chính xác. Và sức ép lớn của U23 Thái Lan đã mang về hiệu quả. Phút 23, sau pha dàn xếp đẹp mắt từ phía cánh trái, Thirathon tung cú sút đưa bóng bật vào cột dọc. Rất nhanh, Anon băng vào sút tung lưới Australia mở tỷ số cho đội chủ nhà. Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, đội tuyển xứ sở chùa vàng tiếp tục thi đấu dồn ép. Phút thứ 36, Supanat có pha xoát bóng, Supachai băng xuống nhưng cú dứt điểm đã không được như ý khi số 9 không có tư thế dứt điểm tốt nhất. Phút 41, Supanat có cú cứa lòng kỹ thuật về phía góc xa khung thành Australia, tiếc là bóng đã đi ra ngoài. Nhưng điều bất ngờ đã đến ở phút thứ 43, Agostino có pha thoát xuống và tung cú sút chéo góc tung lưới đội chủ nhà. Tỷ số của hiệp 1 là 1-1. Sang hiệp 2, U23 Thái Lan tiếp tục làm chủ thế trận, cầm bóng nhiều hơn. Nhưng Australia mới là đội thi đấu hiệu quả. Phút thứ 73, Piscopo có pha ngoặc bóng và dứt điểm. Tiếc là bóng đi quá nhẹ và không thắng được thủ thành Korafat. Điều gì đến đã đến. Phút thứ 75, những chú chuột túi đã có bàn thắng nâng tỷ số. Sau tình huống dàn xếp đẹp mắt, Agostino định lòng thành bàn, đưa Australia vượt lên dẫn trước. Thời gian còn lại của trận đấu dù rất nỗ lực nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Thất bại trước Australia, Thái Lan bị chính đối thủ vượt qua trên bảng xếp hạng. Australia đã có 4 điểm, tạm xếp thứ 2 bảng A với 3 điểm. Đứng trên Iraq có 2 điểm và Bahrain 1 điểm. Tỷ số U23 Thái Lan thua U23 Australia 1-2. Ghi bàn, Anon của đội tuyển Thái Lan vào phút thứ 23, Agostino của đội tuyển Australia vào phút thứ 43 và 75. Vòng chung kết U23 châu Á, Bahrain và Iraq chia điểm sau cuộc rượt đuổi kịch tính. Sau trận thua 0-5 Thái Lan, U23 Bahrain đã gây bất ngờ khi cầm hòa U23 Iraq ở lượt trận thứ 2, bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ở lượt trận thứ 2 bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Iraq đã chạm trán đội đứng cuối bảng là U23 Bahrain. Sau trận thua 0-5 trước Thái Lan, không ai dám tin Bahrain có thể tạo nên bất ngờ trước Iraq. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Sami Chamam đã cống hiến cho những người hâm mộ có mặt tại sân vận động Thammasat một trận đấu đôi công hấp dẫn. Vị chiến lược gia này đã chủ động cho Bahrain chơi tấn công. U23 Iraq cũng chơi tấn công rất tốt khi tạo được nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm về phía thủ môn Amar Mohamed. Thế nhưng, các chân sút của hai đội đều tỏ ra vô duyên ở những tình huống dứt điểm cuối cùng. Những tưởng hiệp 1 sẽ kết thúc mà không có bàn thắng được ghi, thì số 16 Hashim Issa bất ngờ tỏa sáng, ghi bàn mở tỷ số cho U23 Bahrain. Bước sang hiệp 2, U23 Bahrain tự tin đẩy cao đội hình nhằm tìm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, họ đã sớm phải nhận trái đắng khi Ami Al-Amari tận dụng cơ hội, dứt điểm trong vòng cấm, qua đó gỡ hòa cho U23 Iraq ở phút 65. Sau đó, U23 Iraq chủ động chơi kiểm soát bóng và liên tục uy hiếp cầu môn của Amar Mohamed. Thế nhưng, Iraq đã mắc lại sai lầm của Bahrain. Tấn công nhiều mà không có bàn thắng. Iraq đã phải trả giá khi để Mohamed Mahon đánh đầu thoải mái trong vòng cấm, qua đó nâng tỷ số lên 2-1 cho Bahrain ở phút thứ 86. Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về Bahrain,
thì Mohamed Nasib bất ngờ ghi bàn gỡ đều cho UEFA Iraq. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Việt Nam có thể và có nên đồng tổ chức World Cup. Việc được tham dự World Cup vẫn luôn là một giấc mơ mà người hâm mộ bóng đá Việt thực sự khao khát. Tại hội nghị cấp cao ASEAN 2019 trên đất Thái Lan, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, ông Gianni Infantino đã tặng áo bóng đá cho đại diện 10 nước thành viên, đồng thời ký vào một bản ghi nhớ hỗ trợ các nước ASEAN giành quyền đăng cai World Cup 2034. Theo kết quả của buổi họp cấp bộ trưởng, 5 nước được ưu tiên vào nhóm tổ chức sẽ là Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Nếu được FIFA phê chuẩn, đây sẽ là lần đầu trong lịch sử có 5 quốc gia đồng tổ chức World Cup. Đây rõ ràng sẽ là một sự kiện lịch sử đối với 5 ông lớn Đông Nam Á này. Trang The Star của Malaysia đã phân tích những cơ hội và thách thức mà các nước trên có thể đối mặt nếu giành quyền tổ chức World Cup. Việc tổ chức các giải đấu quốc tế không phải hoạt động xa lạ đối với cả 5 nước. Philippines, Thái Lan và Indonesia đã từng đăng cai tổ chức Asian Games. Năm 2021, Indonesia tiếp tục đóng vai trò nước chủ nhà World Cup U20. Trong khi đó, năm 2020 này, Việt Nam cùng Malaysia và Singapore sẽ trở thành một trong các địa điểm tổ chức giải đua xe công thức 1. Dù vậy, phải nói thêm, chuẩn bị cho một kỳ World Cup sẽ phức tạp hơn các sự kiện trên rất nhiều. Việc tổ chức các kỳ đại hội thể thao được kỳ vọng sẽ mang về những nguồn thu lớn cho nước chủ nhà. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Andrew Zimbalist của Đại học Smith, trên thực tế, những sự kiện này không mang đến lợi ích như mong đợi. Ông chỉ ra rằng Brazil đã chi đến 15 tỷ USD để xây sân vận động, mạng lưới giao thông và các cơ sở thể thao để phục vụ cho World Cup 2014. Hiện tại, sân vận động đắt giá nhất Manegarica tốn khoảng 550 triệu USD đã trở thành bãi đỗ xe buýt. Nga tốn 14 tỷ USD cho World Cup 2018. Giờ đây, một phần thuế của nhà nước này được chi ra để bảo trì các sân vận động mới. Trước đó, các nhà hoạt động xã hội ở Nam Phi cũng khẳng định việc tổ chức World Cup 2010 đã để lại nhiều hậu quả kinh tế xã hội. Nhiều người nghèo phải rời khỏi nơi định cư của mình để phục vụ cho các dự án xây dựng. Bên cạnh các vấn đề phân cấp xã hội, việc di rời tạo ra các khu tạm cư còn trở thành gánh nặng cho ngân sách thành phố. Dù vậy, việc tổ chức các sự kiện thể thao là cơ hội rất lớn để các nước chủ nhà quảng bá hình ảnh, các hoạt động trao đổi văn hóa, đối thoại cộng đồng được diễn ra rất mạnh mẽ trong thời gian này. Trung Quốc từng bị chỉ trích vì chi đến 40 tỷ USD để tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008. Tuy nhiên, theo trang The Star, lượng du khách quốc tế đến Trung Quốc đã tăng đáng kể sau sự kiện này. Các công ty du lịch có kinh nghiệm tiếp đón các đoàn khách nước ngoài hơn, các cộng đồng ở địa phương cũng sẵn sàng chung tay phát triển du lịch. Với hơn một nửa dân số dưới 30 tuổi, các nước Đông Nam Á sẽ được hưởng lợi ích về lâu dài sau các sự kiện thể thao lớn. Đông Nam Á vốn đã là một điểm đến quen thuộc với khách du lịch quốc tế bởi khí hậu nhiệt đới ấm áp, văn hóa, cảnh quan tự nhiên đa dạng. Không chỉ vậy, có thể nói người hâm mộ bóng đá của khu vực này thuộc vào nhóm cuồng nhiệt nhất thế giới. Theo số liệu từ FIFA, châu Á có 1,6 tỷ lượt theo dõi World Cup 2018. Indonesia, Việt Nam và Thái Lan là 3 trong số 6 nước chiếm 50% con số này. Việc đồng tổ chức World Cup cũng sẽ giúp các nước Đông Nam Á đoàn kết hơn, gắn chặt cộng đồng này. Các nhà lãnh đạo sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng các tác động về kinh tế, xã hội và khả năng tổ chức trước cơ hội đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. UEFA Jordan không mất ngôi sao chủ lực trước trận gặp UEFA Việt Nam. Tiền đạo An Namat, người đã mang về quả phạt đền cho UEFA Jordan trước UEFA Triều Tiên, sẽ đủ thể lực để gặp UEFA Việt Nam vào tối 13 tháng 1 tới. An Namat, UEFA Jordan, chính là nhân tố khiến cho hậu vệ UEFA Triều Tiên phải phạm lỗi trong vòng cấm ở phút đá bù giờ hiệp 1. Cũng nhờ vậy mà UEFA Jordan đã có bàn thắng trên chấm 11m sau đó, sau công của Bani Atiye. Sang đến hiệp 2, An Namat phải rời sân ở phút thứ 64 do gặp chấn thương. Khi ấy, ban huấn luyện UEFA Jordan tỏ ra rất lo lắng bởi họ đối diện với viễn cảnh mất một cầu thủ chủ lực cho trận đấu quan trọng với UEFA Việt Nam vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 13 tháng 1 tới đây. Phải đến hôm nay, đội bóng Tây Á mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trao đổi trên trang chủ của AFC, huấn luyện viên Ahmed Abu Imael thông báo tin vui về trường hợp của An Namat. Cậu ấy đã ổn, ông Abu Imael chia sẻ. Ở trận đấu với Triều Tiên,
Anamat đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn. Nhưng tôi có niềm tin lớn đối với cậu ấy. Trong bóng đá, việc tiền đạo bỏ lỡ cơ hội là điều rất bình thường. Tôi tin rằng sau những bàn thắng ở những trận giao hữu trước giải đấu, cậu ấy sẽ tận dụng tốt hơn cơ hội khi gặp U23 Việt Nam. U23 Jordan đang dẫn đầu bảng D sau lượt thi đấu đầu tiên với 3 điểm, nhờ chiến thắng 2-1 trước U23 Triều Tiên. Ông Abu Ismail chia sẻ, phải công nhận là trận đấu đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã có được 3 điểm. U23 Triều Tiên đã chơi với hàng hậu vệ 5 người, vì vậy chúng tôi buộc phải thay đổi cách đá với việc tận dụng các pha bóng dài nhiều hơn. Tôi nghĩ U23 Jordan và U23 Triều Tiên đều đã chơi hết sức, nhưng chúng tôi nhỉnh hơn khi sở hữu các tiền đạo có thể tạo ra cơ hội và hai lần trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng. Vị huấn luyện viên của U23 Jordan chia sẻ, chúng tôi đã phân tích kỹ càng cả UAE lẫn Việt Nam. Bản thân Jordan cũng đã rút ra bài học cho những sai lầm mắc phải ở trận đấu đầu tiên, qua đó có sự chuẩn bị tốt hơn cho hai trận kế tiếp. Nếu thắng U23 Việt Nam, U23 Jordan sẽ chắc chắn giành quyền vào vòng tứ kết. Bảng xếp hạng vòng chung kết U23 châu Á 2020. Bóng đá mờ cập nhật liên tục bảng xếp hạng vòng chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8 tháng 1 đến 26 tháng 1 năm 2020. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.